Alo. Ui dạ. Dạ rồi, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Huỳnh Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ, trong những ngày gần đây thì đa số các anh các chị, đặc biệt là các anh trai dắt theo những đứa trẻ về đây để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Đa số là tìm vợ. Hôm nay tiếp tục một câu chuyện tiếp theo, một câu chuyện đầu tuần. Anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục ghi nhận là một thông tin hai cha con ở một nơi rất xa để về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi, xin chào anh trai nhé. Dạ. Anh cho em biết là anh tên gì? Em Trương Thanh An. Chính, anh An hả? Dạ. Mình nhiêu tuổi đấy nha? Dạ em 41 tuổi. 41 tuổi hả? Anh dạ. nguyên quán ở đâu? Dạ em quê quán ở Cần Thơ. Cần Thơ hả? Dạ. Xa vậy hả? Dạ. Rồi hôm nay anh đi về đây cùng với con gái hả? Dạ. Anh đi bằng phương tiện gì? Dạ em đi xe nhờ của người ta. Xe nhờ luôn hả? Dạ. Vậy là hai cha con đi từ Cần Thơ đây lúc mấy giờ? Dạ lên tới đây 9 giờ mấy. 9 giờ mấy sáng hả? Dạ. Là tối qua đi lúc mấy giờ? Em đi hồi 11, 12 giờ đêm. Ui giờ 11, 12 giờ đêm luôn hả? Dạ. Vậy là xe chạy suốt đêm luôn hả? Dạ. Có mệt không anh? Dạ mệt. Anh hiện nay đang làm công việc gì? Dạ em thợ hồ. Thợ hồ hả? Dạ. Mình nhiều việc không anh? Dạ ít hơn, cơm này ít việc. Bữa nay mấy năm nay là ít việc luôn. Dạ. Trước chắc việc nhiều hả? Dạ dạ. Anh ở, Cần Thơ hả? Dạ, còn quê vợ em ở bên vợ là Kiên Giang. Lại vợ là ở Kiên Giang, dạ, anh dạ. Cần Thơ hả? Dạ. Trước mình quen vợ là mình gặp nhau ở đâu? Ở Kiên Giang luôn anh. Ui trời. Anh đi làm gì gặp? Đi làm hồ hả? Dạ. Lúc bây giờ là anh gặp vợ anh nhà anh quen là mình tám tỉnh hả? Dạ. Lúc đó là làm việc nhà cho chị thứ ba. Ồ, mình xây nhà cho chị vợ luôn hả? Dạ. Phải không? Chị dâu bên bên em. Thế gần gần đó hả? Dạ dạ. Thế là gặp vợ là mình quen luôn hả? Dạ. Mình quen vợ lâu không mới cưới? Vợ cũng cả năm. Một năm mới cưới hả? Dạ. Vậy là hai người là mình hiểu hết về nhau chưa? Dạ hiểu. Vợ anh nhà lúc đấy có đẹp gái không? Dạ dễ thương không? Có. Hiền không? Vợ em tính bướng. Ôi trời ơi, tính bướng bướng mà sao lại mình ưng. Ừ. Bướng là mình phải đừng ưng chứ, này bướng là ưng. Thế là lúc trước là quen nhau một năm là cãi nhau mấy lần? Ừ, lúc quen là không có cãi. Kỳ ấy. Dạ. Quen xong mình không tạo những cái pha cãi để mình xem là cô này ưng đến mức độ nào. Thấy con em nó 4 năm tuổi mới mới có ấy. Anh được mấy người con rồi? Dạ em hai. Mình có làm đám cưới không? Dạ có. Cưới to không anh? Làm cũng gọn rồi anh ơi. Khoảng nhiêu bàn? Cỡ chục mâm. Ít vậy hả? Dạ. Chục bàn là chục mâm là hai gia đình hả? Dạ. Hai gia đình sum họp lại hả? Dạ cũng như bên vợ em làm. Mình có đi rước dâu không? Dạ. Hay là rước tại nhà luôn? Đưa rể. Đưa rể hả? Dạ. Hôm chắc vui ha. Dạ. Vợ anh nhờ thời gian vừa qua là làm công việc gì? Dạ làm công ty nến. Công ty nến hả? Bốc xếp. Bốc xếp hả? Dạ. Vợ anh làm công việc đã lâu chưa? Dạ làm cả năm. Thời gian dài hả? Dạ. Lương cao không anh? Lương mới đầu là tháng có mấy triệu à? Giờ 4, được 5 triệu. Giờ được nhiêu không? Dạ giờ hồi trước hồi tới bữa 22 Tết là em về là vợ em còn trên đây là em không biết là tiền lương nhiêu nữa. Tại vì em đi làm hộ ở trên đây rồi. Thế là vợ anh hiện nay là vợ anh là đang làm ở đâu? Vợ anh làm ở đâu? Dạ hồi hồi trước là em làm ở Đồng Nai là đường sau Amata đường 13. Sau khu công nghiệp Amata hả? Dạ. Đường 13 hả? Dạ. Thế là còn anh vợ anh làm ở đâu? Cũng đường 12 qua khu công nghiệp Amata luôn. Cũng gần đó luôn hả? Dạ. Tối mình về có gặp vợ không? Dạ có. Sáng đi tối về hả? Dạ. Sau thời gian mà khoảng tháng 10, tháng 11 nữa là vợ em đi tăng ca cũng như là nói đi làm tăng đêm suốt luôn. Trời ơi, chết ơi. Thì em lo em đi làm không mà lo làm kiếp. Thế là vợ cứ đi tăng ca thôi? Dạ. Tăng ca đến mấy giờ anh? Có cái đêm hả? Dạ, có khi tới sáng mới về. Ui giời ơi, thế là hôm nay tăng ca sáng là sáng mai anh gặp vợ là vợ nhìn rất là lả lướt, có mệt không? Không, vợ vợ vẫn tỉnh à? Dạ. Tỉnh hơn đúng không? Dạ, bình thường. Anh nhìn có tỉnh hơn không? Khỏe hơn không? Không. Hay là mệt hơn? Nó bình thường, nó như mỗi ngày. Tăng ca như vậy là tiền có nhiều không anh? Em không có nghĩ. Sao mình không hỏi là vợ tăng ca này lương, bảng lương tháng này đâu cầm cho anh xem? Tại vì em hồi đó giờ em làm là tiền lương của em nhiêu là giờ em đưa cho vợ hết. Nhưng mà vợ cho anh xem, vợ anh không lấy tiền của vợ mà anh cho vợ không, cho anh xem em bảng lương. Không nói luôn. Vợ giấu không? Bảng lương luôn à? Dạ. Vợ là giấu những ngày tăng ca luôn. Dạ. Ôi giời. Khổ quá. Thế là giấu tăng ca luôn à? Dạ. Thế thì bây giờ làm sao?
Vậy là vợ anh thường xuyên đi tăng ca hả? Dạ. Vợ tăng ca là thường thường là tăng đến mấy giờ anh? Từ 6 giờ tới sáng luôn. Thế còn ban ngày là về vợ anh làm gì? Ban ngày vợ em cũng đi làm luôn. Ui giời, vợ anh làm cả ngày cả đêm luôn? Ừ, 24 tiếng? Trong vòng 1 tháng. 1 tháng liên tiếp luôn? Dạ, tại vợ. Vợ em nó tổ trưởng. Ôi giời ơi, lại tổ trưởng thì gặp mấy tự quản thì thôi, thống đốc thì không thôi. Vừa rồi anh có xem mà mấy cái chị em đi làm công nhân mà tăng ca không? Dạ, thằng này nó bốc xếp á. Thằng nào? Thằng làm chung. Ôi giời ơi, thằng làm chung bốc xếp à? Dạ. Nó quê ở đâu? Nó quê ở Cà Mau. Quê Cà Mau luôn? Dạ. Xa vậy? Dạ. Ông tướng này lớn tuổi chưa? Nó 36 tuổi. 36 hả? Dạ. 36 là chắc 88 à, còn vợ anh là 8 mấy? 89. Bằng cũng gọi là ngang ngửa rồi. Không, thằng đó 89 mà vợ em 93. À, vợ nhỏ hơn hả? Dạ. Ờ, vậy là cũng đẹp rồi. Thế là ông tướng này là ông ấy quen vợ anh lâu chưa? Em không biết nữa, nhưng mà em đi làm tối ngày. Sao mình tối về không hỏi vợ sao em lên tăng ca mà sức khỏe đâu mà em tăng ca là 24 tiếng vậy? Tại vợ em hỏi mà nó không nói. Không nói luôn à? Dạ. Anh đi làm về là một tháng là anh có đưa hết tiền cho vợ không? Dạ, đưa hết luôn. Tháng đưa nhiều nhất nhiêu? Một tuần em lãnh 3 triệu mấy lắm. Tuần 3 triệu mấy luôn hả? Dạ. 3, 4, 12, vậy một tháng anh cũng kiếm được hơn 10 triệu, 12 đến 14 dạ, triệu một tháng. Dạ, dạ. Vậy là quá tốt rồi. Anh có giữ tiền riêng không? Không, em không giữ tiền riêng. Trong túi không có đồng nào luôn hả? Dạ. Dồn về chuẩn bị tiền mổ cho bé này. Mổ gì nữa? Nó không có lóc giọng. À, tội. Anh được mấy ngày con thôi? Dạ, 2. Bé này thứ mấy? Nó này Út. Còn bé nữa hả? Dạ. Bé nữa mấy tuổi rồi? Thằng kia lớn là 14 tuổi. 14 là còn học không? Dạ còn. Bé này đi học chưa? Dạ, học lớp 1. 1 hả? Mấy tuổi mà học lớp 1? 10 tuổi. 10 tuổi mới học lớp 1 hả? Dạ. À, bé là bị bẩm sinh hả? Dạ. Tội ha. Thế là vợ anh đi làm một hàng tháng là được bao nhiêu tiền anh không biết luôn hả? Dạ, dạ. Vợ anh cái thời gian mà đi làm tăng ca nhiều ấy là sáng có bôi son không? Không. Đánh phấn không? Không luôn. Có ăn mặc đẹp không? Không, nó mặc đồ bình thường. Vợ anh lúc rảnh rảnh là ngồi bấm ở nhà bấm điện thoại cười khúc khích không? Dạ. Bấm liên tục hả? Có bấm đêm không? Không, đêm không có nhà. Đêm không có nhà? Dạ. Đêm là đi tăng ca? Dạ. Ôi giời, theo như anh ấy là làm gì có người nào mà một ngày 24 tiếng mà tăng là ban ngày đi làm ban đêm tăng ca được không? Dạ. Anh nghĩ có đủ sức khỏe để tăng ca không? Nhưng mà lúc thời gian là 22 á, em về là lúc đó là vợ em nó mới bỏ đi. Còn ấy là nó sáng đi rồi sáng nó về. Sáng mai đi, sáng mai về? Ừ. Ồ. Cứ vậy thôi? Dạ, trưa cũng về ăn cơm bình thường. Ai nấu cơm cho anh? Vợ em. Vợ nấu ăn cơm ở nhà xong dạ, rồi đi? Dạ, dạ. Thế là lương chắc nhiều lắm ha. Nhưng mà em không hỏi tới. Nhưng mà ông tướng thì là ông quen vợ anh là sao anh biết? Em nghe cũng như bạn bè rồi nó bữa 20 chưa 28 29 Tết đó là em điện là từ đó là nó chặn máy luôn. Vợ chặn hả? Thằng kia nó sao chặn? Thằng kia không cho vợ em nghe máy luôn. Kỳ vậy? Ừ. Anh có biết nhà ông tướng kia không? Là nó ở khóm 8 Thành Thị Sông Đốc. Thành Thị à? Dạ. Sông Đốc. Thành phố Sông Đốc luôn. À, thành phố Sông Đốc. Dạ. À, anh tới nhà chưa? Dạ, em chưa tới. À, đừng có tới nhà nhé. Dạ, dạ. Mình tới nhà là phải có người khác đi cùng chứ đừng đi một mình. Dạ. Đi mình nhất là bỏ vào bao này phiền lắm nha. Dạ. Ôi giời, khổ quá. Thế là vợ anh giờ đi đâu rồi? Vợ em giờ không biết luôn. Ủa, mất tích luôn à? Dạ, mất tích, không liên lạc được luôn. Vợ đi lâu chưa? Đi 2 tháng mấy, 3 tháng nữa. Ôi giời ơi. Vợ đi 2 tháng mấy, 3 tháng à? Dạ. Vợ đi nó có đem theo tiền vàng bạc không? Em lương nhiêu là nãy xong rồi vợ giữ hết trơn. Em vợ anh có đeo vàng không? Không, vợ em không có đeo đâu. À. Nó nói nó dồn tiền về cho nuôi nhỏ này ăn mẫu. Nhưng mà dồn được ít nào chưa? Em chưa, không thấy luôn. Ôi giời, giờ dồn trên cung trăng thôi. Thế là giờ bỏ đi luôn hả? Dạ. Bỏ đi từ hôm nay anh có đi tìm không? Dạ có, nhưng mà em bữa nay em lên kiếm mà không thấy. Anh tìm ở đâu? Anh về công ty hỏi chưa? Dạ em có hỏi. Hỏi công ty người ta bảo là vợ anh còn làm công ty không? Dạ không, không nghe. Trốn đâu. Công ty luôn à? Dạ. Thế là còn ông tướng kia là còn bốc vác không? Không luôn. Ôi giời, đi một cặp rồi. Này là đi một cặp rồi. Điện thoại vợ anh hiện nay còn gọi được không? Số em nhớ 2 số mà máy em điện không được. Bây giờ vẫn nhớ số đúng không? Dạ, dạ. Mà gọi không được hả? Dạ. Bị chặn hay sao? Nó chặn. Không có tín hiệu hả? Dạ. Không tín hiệu là chặn máy rồi. Yeah. Ừ. Nhưng bên kia người ta vẫn nhận được cuộc gọi, nhưng mà bên này là chặn máy. Dạ. À, anh không phát hiện được. Người nào nghe tinh mới biết là người ta chặn thôi. Dạ. Ừ.
Thế là vợ hôm là từ hôm đi là vợ có gọi về nhà không? Không có điện em mà không biết có điện cho ông gì, vợ em không là em không biết. Sao anh không về nhà ông bà già vợ thông báo? Tại vì em cũng có hỏi rồi nhưng mà giấu không có nói với em Người luôn. nhà giấu luôn hả? Dạ. Là ông tướng nghe bốc vác chắc là lương cao hơn ông thợ hồ rồi. Lương không cao hơn em nổi đâu. Không cao hơn rồi. Dạ. Nhưng mà liệu có đẹp trai không? Hồng kia cũng ấy với em. Cũng giống giống anh thôi hả? Dạ. Nhưng mà quan trọng là người ta lại có cái chuyên môn anh nhỉ? Anh là đi làm về mệt là mình không có tập trung vào chuyên môn đấy. Tại em lo tiền Đấy. bạc này kia cho Đấy, con thế em nên là anh mình không khổ. có chuyên môn là mình không có tập trung á. Dạ. Tối là hai vợ chồng anh làm về có ngủ chung không? Thì hồi lúc trước đó là ngủ chung mà từ tháng 11 là vợ em đi tăng ca suốt luôn. Là không được ngồi chung cái nào luôn. Dạ. Mình có được những có được chấm Có bút gì thời không? có bữa mà bữa mười mấy Tết là em về là vợ em về nhà rồi đấy kia xong rồi là em bữa 22 là em về tới giờ luôn. Rồi bữa mùng 10 Anh Trâm hỏi này, từ tháng 11 năm ngoái là Tết. năm 2023 Dạ. đến giờ phút này là Dạ. vợ anh tăng ca hoài luôn. Là tới bữa 29 là đi tới giờ luôn, em không gặp À, mặt ngoài còn luôn. nó trước đây là tăng ca hoài. Dạ. Những lúc tăng ca vậy là vợ chồng anh về nhà nó có gặp nhau bao giờ không? Dạ có. Mình có tranh thủ mình làm chuyện đấy không? Dạ có Không nhưng cho mà ít ít lắm, tại vì trưa em về là tranh thủ em đi làm sao. hả? Ồ, mới chưa về là mệt rồi đúng không? Dạ. Đâu còn sức nữa đúng không? Em về tới được 13 là em làm tới cầu xương máu luôn. Cầu số máu bên Biên Hòa. Dạ. Ồ. Thế là mình ít gặp, ít có giao Dạ. lưu gọi là hai bên giao lưu gọi mới vợ. Dạ. Ồ, hay là anh đi nhiều quá vợ anh nó đi với người khác. Không em làm bình thường rồi nhưng mà Nhưng mà anh làm chuyện đấy là thực hiện nhiệm vụ tốt không? Khỏe không? dạ Vẫn khỏe đúng không? dạ Anh có khỏe không? Chắc chắn là khỏe đúng không? khỏe Đó. Nhưng mà vợ anh là không đồng ý hả? Không dạ muốn đúng không? cũng như là nó buồn bực em cái chuyện gì đó mà nó không nói. Buồn chuyện gì nữa, bên kia này ngoài kia là làm hết bài nên về là mình tranh thủ khẩn trương thế này. Thế là vợ anh có biểu hiện như vậy là lâu chưa anh? Nó chừng nửa tháng 11 À, xong phát là đi luôn hả? là tới bữa bước qua tháng 12 rồi tới bữa 22 là em còn nó vợ em còn đưa em về rồi tới bữa 27 Tết là đi tới giờ luôn không về luôn. Ôi giời ơi, chết tôi khổ lắm. Thế là các con anh giờ là mấy tháng này vắng vắng bóng người mẹ luôn hả? Dạ mình em lo không. Ừ. Anh có còn thương vợ không? Dạ còn. Biết vợ là đi với ông tướng kia mà vẫn thương luôn hả? Dạ, tại vì em cho tội nghiệp hai đứa con. Ừ, tội con nhưng mà bây giờ tội mình cũng chịu chấp nhận cái lỗi này, nỗi đau gọi là rất lớn anh nhỉ? Dạ. Các con này đôi khi không biết chuyện gì xảy ra đúng không? Dạ. Nhưng mà anh biết rõ rồi nhưng mà anh vẫn có thể là anh tha thứ cho vợ. Dạ. Đây là một người đàn ông và nó cũng rất hiếm đấy. Người khác người ta không chịu đâu anh. Dạ. Nghe thôi đã không chịu rồi mà biết rõ là đi xong là bỏ trốn luôn này. Mà vợ anh trước đây là đã từng bỏ nhà đi lần nào chưa? Dạ chưa. Lần này là quyết định đi luôn hả? Dạ. Bỏ đi xa luôn. Chỉ có lần này là ấy Ừ. nói giờ là vợ chồng ở gần nhau mà. Lần này là cắn câu rồi. Khổ quá. Thế là vợ anh trước là với anh là hai người là tối nay đến là mình ngủ chung còn hai người con là ngủ chung hả? Dạ. Là hai người con là ngủ chung một chỗ. Ông lúc là ấy lên trên đây làm là con em nó về một năm Mới vợ lên hả? dạ một năm là vô làm công ty là con em nó mới về học là nhỏ này mới chịu về học. Thế còn vừa rồi là nói chung là cái thời gian vừa rồi là anh và vợ vẫn ngủ chung bình thường. Dạ. Nhưng mà rất tiếc là vợ đi làm ca suốt hả? Dạ Mình có không có một cơ hội. tháng một tháng một. Một tháng là đi làm ca liên tục luôn. Dạ. Ôi, đây là dấu hiệu lạ rồi. Gọi là làm ca có là ban ngày thì làm hành chánh. Dạ. Đêm làm ca. Dạ. Vợ anh chịu tốt đi. Vợ anh đúng tuổi là năm nay là tuổi mấy mà sinh ra? 32 tuổi. 32 là tuổi con gì? Tuổi gà. Con gà à? Dạ. 92 à? Dạ. Gà này là mái hả? Mái này mái rừng rồi. Chứ không phải mái nhà nó yếu, mái rừng. Thế là giờ mất vợ luôn. Anh ai gọi điện đấy? Mình nghe đi. Không nghe thì tắt, chốc nghe. Alo. Ra sao chút xíu nữa về không Đức ơi. Rồi đang quay. Đang ghi Đang hình quay. nha. Rồi. Bây giờ là anh có mong muốn là được gặp vợ không? Dạ muốn. Muốn hả? Dạ. Anh nói chuyện lớn tiếng lên.
Vợ ơi, bây giờ này vợ đang ở đâu? muốn vợ Anh vẫn tha quay thứ cho vợ, vợ về với anh đi, vợ đừng bỏ anh, bỏ các con. dạ em muốn là vợ quay về ở với con cái này kia được, anh tha thứ hết trơn không? Mình từ trước nó có nhậu say xỉn bây giờ bao giờ không? Dạ không, em thứ bảy mới đi nhậu một lần, Nhậu tại nhưng có vì say không? không em nhậu ít lắm. Ít lắm à? Nhậu dạ chơi chơi đúng không? dạ dạ Mình có bây giờ đụng chân đụng tay với vợ không? dạ không ít, Ít nhưng có hay không này? nhưng là Có hay không thôi. lúc đó là vợ em nói đi 10 giờ tối về mà nó không về, nó tới sáng Ôi về. giời đấy, thế là lâu chưa? Dạ mới có một đêm một Lâu chưa? là hồi Mấy năm rồi? mới có tháng 11 á, trong vòng tháng Ôi 11 á. giời ông ơi, thế là cái dấu hiệu là biểu hiện thôi. Thế là hôm nay về là mình có hỏi là em đi đâu không? Dạ có, người nó nói đi tăng ca với bạn bè này kia, em mới quánh nó bạc tay á. Ôi giời ơi, ông ơi. Vậy là vợ anh là ngấm ngầm đi lâu rồi. Vợ anh là theo anh biết là vợ anh giờ đang đi về hướng nào? Theo anh. Em không biết luôn. Không định hướng được hả? Dạ. Nói chung từ hôm vợ đi giờ phút này là vợ không gọi về nhà cho anh. Dạ. Mà anh cũng tìm kiếm nhiều nơi rồi hả? Dạ. Em hãy nói một điều gì đó để cho vợ anh xem được đi. Em quay về đi ở với con cái với em. Con vợ nó không nhớ mẹ lắm rồi. Về anh tha thứ cho nè. Hôm nay anh về đây là anh nhờ các anh em hiệp sĩ Bình Dương ấy, ghi Dạ. hình ấy, anh có kỳ vọng và có mong muốn là anh em ấy sẽ tìm được vợ cho anh không? Dạ em muốn tin tưởng mấy anh. Tin tưởng hả? Dạ. Con gái anh có nói chuyện được không? Dạ được, nói chuyện rất là lắm. Cả năm hả? Dạ. Tới là đi mổ hả? Con gái anh tên gì? Bé cho chú hỏi này con. Con tên gì con? Con nhớ mẹ không? Nhớ mẹ không con? Nói đi con. Con nhớ mẹ không? Buồn quá mà. Mẹ đi lâu quá rồi. Mẹ lại đang hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý rồi. Thế khổ. Lúc trước là vợ anh có ham anh là tôi sẽ bỏ anh hay tôi sẽ đi ở Dạ với người khác không? không. Không hả? Anh là tuổi con gì? Em tuấn chuột. Chuột hả? Dạ. Vợ con gà. Dạ. Không có hợp nhau. Tuổi con chuột con gà không hợp nhau. Nhưng mà đó giờ hai chồng em mít cự cãi lắm. Nhưng mà cứ gái là đi luôn đó, giờ đi luôn đó. Ấy khổ thật. Anh mong muốn điều gì để anh cứ chia sẻ đi cho vợ đi. Dạ. Anh nói thật lòng á, giờ em quay về anh tha thứ, anh ấy sửa cho con cái em về lo lắng cho nó ăn học đó. Còn chuẩn bị mổ tới nữa. Khổ quá, tội nghiệp. Anh có khi nào từ hôm vợ đi thì hả? Anh làm anh suy nghĩ. Có khi nào mình lại tiếp tục thành cái cảnh mà gà trống nuôi con không? Dạ có. Sợ không? Dạ. Nhưng mà em đương đầu 3 tháng nay là em nuôi bình thường. Nhưng mà rất mệt đúng không? Dạ. Mình đàn ông là mình làm việc khác, cái đàn ông mà vừa nuôi con vừa đi kiếm tiền nó khó đúng không? Được cái con anh là năm nay cũng 10 tuổi rồi chứ nhỏ hơn thì là rất khổ đó. Mình ở nhà mình có gửi ai được không? Dạ không. Không gửi ai được Thứ bảy chủ nhật là đi theo em làm suốt. hả? Đi theo luôn hả? Dạ. Rồi em cảm ơn cái cuộc chia sẻ của anh nhé. Dạ. Rồi hôm nay anh cùng với con gái về đây nhờ anh em ở Bình Dương ghi hình để đăng tin tìm vợ. Anh có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của anh lên tất cả trang mạng xã hội để tìm vợ không? Đồng ý nha. Rồi em cảm ơn cái cuộc chia sẻ của anh nhé. Chúc cha con anh luôn luôn mạnh khỏe và hy vọng trong thời gian tới thì cha con anh luôn luôn là gặp nhiều may mắn, đặc biệt là vợ anh sẽ xem video này và anh sẽ sớm quay trở về anh nhé. Dạ kính thưa cô chú anh chị, đây là tiếp tục một cái câu chuyện tiếp theo. Đây là một cái dấu hiệu bất thường, một cái dấu hiệu về vô cùng rất lạ. Trong thời gian vừa qua anh em đã cảnh báo đưa rất nhiều thông tin rồi. Hy vọng là các cô chú anh chị ai có vợ có chồng mà mình hãy quan tâm chăm sóc nhau, tránh tình trạng mà giận nhau đến một ngày nào đó thì hai bên không còn tình cảm với nhau. Vợ hoặc chồng thường xuyên đi tăng ca và đến có thể đi làm suốt ngày suốt đêm. Đến giờ phút này là mất cả tăng ca, mất cả vợ, mất cả chồng. Dạ cuối video cho phép công trần xin thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương, dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.